sẽ có nhiều phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới phía tay phải màn hình của các bạn để nhận được những tin tức mới nhất hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Trong chương mục bản tin thể thao hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất hấp dẫn nhất về thể thao Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Pháp nói gì về việc Công Phượng sang Pháp thử việc? Tờ Gold phiên bản Pháp đưa tin, Công Phượng sang Pháp thử việc ở câu lạc bộ Paris FC trong vòng một tháng. Tờ Gold phiên bản Pháp cho hay, Công Phượng sang thử việc ở câu lạc bộ ở giải Ligue 2 Paris FC bắt đầu từ ngày 15 tháng 6. Đợt thử việc của tiền đạo người Việt Nam ở Paris FC kéo dài một tháng. Nếu đạt yêu cầu, đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ ký hợp đồng với Công Phượng. Bài viết của Tờ Goal có nhan đề bài test ở Paris FC cho Messi Việt Nam Nguyễn Công Phượng. Trong bài viết, tác giả nhận định. Đây là thương vụ làm tò mò giới quan sát. Nguyễn Công Phượng, tài năng người Việt Nam, có thể cập bến Paris FC. Tuần trước, Công Phượng vừa chia tay câu lạc bộ Incheon United ở Hàn Quốc, nơi anh thi đấu theo hợp đồng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ này bắt đầu thử việc ở Paris FC vào ngày 15 tháng 6. Nếu quá trình thử việc thành công, cậu ấy sẽ được ký hợp đồng với câu lạc bộ thủ đô nước Pháp. Công Phượng, người được biết đến với biệt danh là Messi Việt Nam, anh sở hữu chiều cao chỉ 1m68, nhưng có kỹ thuật vô cùng tuyệt vời. Mặc dù Công Phượng chưa có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu, nhưng đây có thể là thử nghiệm thú vị cho Paris FC. Hiện tại, Công Phượng đang hoàn tất các thủ tục xin phép cấp visa để sang Pháp thử việc. Chính huấn luyện viên Guillaume Grachen, huấn luyện viên đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai là người giới thiệu Công Phượng sang Paris FC thử việc. Mùa giải trước, Paris FC xếp thứ tư ở League 2, dù vậy họ thất bại trước Lens trong trận chung kết playoff thăng hạng League 1 ở mùa giải này. Màn trình diễn ở Pháp ảnh hưởng khá nhiều tới cơ hội dự vòng loại World Cup 2022 của cầu Phượng. Mới đây, cầu thủ chia sẻ lo sẽ mất suất vòng loại World Cup 2022. Công Phượng nói rằng, Hôm nay là trận chung kết nhưng thực tế đây vẫn chỉ là giải đấu giao hữu. Mặc dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn được cọ sát với những đối thủ mạnh nên tôi và các đồng đội đã học hỏi được rất nhiều. Trong thời gian qua tôi không được thi đấu nhiều, chính vì thế để có được vị trí trong đội tuyển chuẩn bị chặng đường phía trước vòng loại World Cup 2022, tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Công Phượng về nước làm visa sang Pháp thử việc Sau khi kết thúc King Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam, tỷ đạo Nguyễn Công Phượng cũng đã bắt máy bay về nước để làm thủ tục xin phép cấp visa cho chuyến đi thử việc sắp tới của mình tại nước Pháp. Trước đó, đầu tháng 6, chân Sút thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã bất ngờ chủ động xin thành lý sớm hợp đồng với đội chủ quản Incheon United của Hàn Quốc. Chuyển sang khoác áo đội bóng có biệt danh là Inter Milan xứ Kim Chi từ đầu mùa giải, nhưng công phượng đã không thể hiện được quá nhiều bởi phần lớn thời gian phải ngồi trên băng ghế dự bị. Cho dù Incheon đã có liên tiếp hai sự thay đổi nơi băng ghế huấn luyện viên, song cầu thủ sinh năm 1995 vẫn không được trọng dụng. Dù thế, anh vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển Việt Nam và có một giải đấu Kings Cup 2019 tương đối thành công với vị trí Á quân. Sau khi kết thúc cúp nhà vua Thái Lan, tiền đạo xứ nghệ đã lên đường về nước cùng các đồng đội vào sáng ngày 9 tháng 6. Lý do trong lần trở lại Việt Nam này là việc công phượng phải hoàn tất các thủ tục xin phép, cấp visa để sang Pháp thử việc. Trước đó, anh được người thầy Gulami giới thiệu cho một câu lạc bộ tại xứ sở Lục Lăng và nhận được giấy mời từ đội bóng này. Được biết, đội bóng Công Phượng sang thử việc Paris FC, câu lạc bộ từng cán đích vị trí thứ tư tại giải hạng nhì Pháp ở mùa giải trước và cũng là người hàng xóm với câu lạc bộ danh tiếng Paris Saint-Germain của những Neymar, Mbappe, Di Maria. Công Phượng sẽ có khoảng một tháng thuyết phục các nhà tuyển trạch viên tại đây. Nếu thành công và được giữ lại bằng một bản hợp đồng chính thức, Trần Rút sinh năm 1995 là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại Pháp, qua đó mở nhiều cơ hội hơn cho những người đồng nghiệp của mình. Trong trường hợp xấu nhất khi không được ký hợp đồng, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể về chơi cho Hoàng Anh Gia Lai ở giai đoạn 2 V-League 2019 nếu đội bóng phố núi đăng ký bổ sung anh cho giai đoạn lượt về. Công Phượng và canh bạc mạo hiểm tại trời Âu. Sẵn sàng đương đầu với những thử thách khốc liệt tại trời Âu, Công Phượng chắc hẳn cũng đã lường trước tới những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mình. Thưa quý vị, sau khi chia tay Incheon United, Công Phượng sẽ có chuyến thử việc tại Paris FC, đội bóng ở giải hạng 2 của Pháp. Không cần nói thì ai cũng hiểu thử thách tiếp theo mà dân số sinh năm 1995 đối mặt sẽ còn khốc liệt hơn rất nhiều so với chuyến phiêu lưu tại Hàn Quốc trước đó. Theo thông tin mới nhất, Hoàng Anh Gia Lai quyết định sẽ không đăng ký công phượng trong giai đoạn lượt về tại V-League 2019. Theo tiết lộ của đội bóng phố núi, đang có rất nhiều đại diện ở châu Âu muốn có được sự phục vụ của phượng núi. Nếu thất bại ở Paris FC, chân suốt 24 tuổi sẽ tìm kiếm thử thách tại những đội bóng khác tại lục địa già. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, cầu thủ sinh năm 1995 hoàn toàn có thể phải ngồi chơi xơi nước tới hết năm. Việc số 10 của đội tuyển Việt Nam dám bơi ra biển lớn thay vì tự giới hạn mình trong vùng an toàn là điều đáng để hoan nghênh. Có cơ hội được pha đạp trong nền bóng đá hàng đầu thế giới chắc chắn sẽ là những trải nghiệm đầy quý giá đối với sự nghiệp của Công Phượng. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại Kings 2019 vừa qua, Phượng Núi đã cho thấy những cải thiện tích cực trong lối chơi sau những gì học hỏi được khi thi đấu cho Incheon United. Song thử thách tại châu Âu chắc chắn sẽ còn khốc liệt hơn nhiều so với tại Hàn Quốc. Chưa bàn tới những yếu tố chuyên môn, sự khác biệt về văn hóa hẳn sẽ khiến phượng đuối gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với những đồng đội mới. Trong cuốn tự truyện Phút 89, cựu danh thủ Công Vinh từng tiết lộ về những sự thật phủ phàng mà anh từng phải trải qua khi có cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ Leoset của Borussia tôi nói một điều sự thật là ở châu âu người ta rất kỳ thị người châu á mình phải tự túc tất cả kể cả việc tự nấu cơm ăn vì ở bên đó cầu thủ không sống tập trung sau giờ tập và thi đấu thì ai về nhà đấy khi mình đến đội không ai chào đón mình cả trong suốt 2 tháng đầu ra sân tập họ không truyền bóng cho mình luôn nên chỉ toàn chạy không mà thôi Hai tháng đầu rất khó khăn, gần như không làm được điều gì cả. Trên sân thì họ không truyền bóng cho mình, ở ngoài họ không chào hỏi, nói chuyện với mình. Niềm vui của mình khi thui thủi một mình chỉ là lên internet để chat với bạn bè, người thân, rồi đọc báo. Phải đến hai tháng sau thì mình mới thể hiện được. Không chỉ có dấu hỏi về khả năng thích nghi với văn hóa, câu hỏi về việc liệu Công Phượng có thể đáp ứng được yêu cầu chiến thuật tại nền bóng đá hàng đầu thế giới hay không cũng chẳng ai dám đảm bảo. Trong khoảng thời gian chân suốt 24 tuổi thi đấu cho Incheon United, các huấn luyện viên của đội bóng này không ngần ngại chỉ ra những hạn chế của vượng đuối. Cầu thủ sinh năm 1995 vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu về thể lực cũng như tư duy chơi bóng so với đồng nghiệp tại xứ sở Kim Chi. Điều này khiến anh không thể cạnh tranh vị trí tại Incheon United một lần nữa phải nhấn mạnh đặc cấp của nền bóng đá châu âu vượt trội hoàn toàn so với tại hàn quốc chưa thể thành công ở nền bóng đá hàng đầu châu lục chẳng ai có thể dám chắc điều gì đang chờ đợi công phượng trong chuyến phiêu lưu tại trời âu với mỗi cầu thủ việc không được thi đấu trong thời gian dài là một trong những điều đáng sợ nhất và phượng núi hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng như vậy nếu thử việc thất bại tại trời âu từ nay tới hết năm, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch phòng loại World Cup 2022 đầy quan trọng. Trong trường hợp phải ngồi chơi xơi nước tới hết năm không có gì chắc chắn vị trí của anh tại đội tuyển được đảm bảo. Sẵn sàng đương đầu với những thử thách đầy bảo hiểm, chắc chắn công phượng cũng đã tính đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mình. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, có một điều chắc chắn là việc chân suốt 24 tuổi vẫn sẽ nhận được vòng tay chào đón của người hâm mộ cũng như đội bóng chủ quản Hoàng Anh Gia Lai trong ngày trở về. Công Phượng sẽ phải ngồi chơi xoay nước nửa năm dư Trọng Hoàng nếu thử việc thất bại. Nguyễn Công Phượng dự kiến sang Pháp thử việc vào khoảng giữa tháng 6 và kéo dài đến giữa tháng 7 năm 2019 sau khi kết thúc sớm hợp đồng cho mượn từ Inter United. Thưa quý vị, câu hỏi đặt ra là nếu Công Phượng thử việc không thành công thì anh có đủ điều kiện thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai hay sẽ phải nghỉ hết lượt về V-League 2019 do không kịp đăng ký bổ sung? Sau khi kết thúc sớm hợp đồng cho mượn tới Incheon United, Công Phượng trở lại là cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng chưa được điền tên vào danh sách đăng ký tại Philip Theo luật, các câu lạc bộ phải chờ kỳ chuyển nhượng đầu mùa và giữa mùa mới có thể đăng ký bổ sung cầu thủ. Lịch chuyển nhượng giữa mùa của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2019 bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7. Lịch này đã thay đổi so với trước đó là từ 1 tháng 6 đến 28 tháng 6. Dựa vào lịch chuyển nhượng này cùng lịch thử việc của Công Phượng, anh sẽ được Hoàng Anh Gia Lai đăng ký trước cho giai đoạn lượt về để tránh rủi ro. Nguyên nhân của việc này nằm ở chuyện Công Phượng thử việc đến ngày 15 tháng 7, còn hãng chót đăng ký cầu thủ cho giai đoạn lượt về V-League 2019 diễn ra trước đó một tuần. Nếu Phượng thử việc thất bại và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai không đăng ký đúng hạn, tiền đạo này có thể phải ngồi chơi xơi nước nửa mùa giải giống trường hợp của đàn anh Trọng Hoàng khi gia nhập Viettel vào đầu mùa giải năm nay. Theo thông tin từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, công phượng dự kiến sang Pháp vào ngày 15 tháng 6 và kết thúc đợt thử việc vào ngày 15 tháng 7, tức vừa tròn một tháng. Câu lạc bộ mà tiền đạo sinh năm 1995 thử việc chưa được tiết lộ, nhưng có mối quan hệ gần gũi với huấn luyện viên Golden B. Reichen của lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Tiền đạo sinh năm 1995 đã trở về Việt Nam vào chiều ngày 9 tháng 6. Anh đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh và phải chờ visa để sang Pháp thử việc. Tại Kings Cup 2019, Công Phượng được ra sân ở cả hai trận đấu, nhưng dấu ấn lớn nhất của anh không phải bàn thắng hay là bàn kiến tạo, mà là việc bị Pansa Hemvibun của Thái Lan phạm lỗi ác ý và tình huống suốt trượt luân lưu ở trận chung kết với Cua Ra Cao. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hay mới nhất được cập nhật mỗi ngày xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo